Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đến chỗ nhà cô Hai Thơm nè. Cổ có một gốc mai cũng khá là lớn nha nè. Gốc mai này thì nằm nguyên thủy ở đất luôn anh. Anh em mấy chục năm rồi. Hôm nay mình đến đây mình quay cho anh em để anh em tham khảo chi tiết. Chút xíu thì nói chung cây này có giao lưu nha anh em. Dù anh em nào thích thiện chí có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để phần tiêu đề anh em. Cây này theo mình nghĩ tán ngang nó rơi khoảng tầm 6 đến 7 mét là khỏe nha anh em. Còn cái chiều cao nó thì nó rơi khoảng tầm trên 6 mét nè. Cây này thì theo chia sẻ của cô thì mặt bông của nó rơi khoảng từ 5 cánh đến 10 cánh nha anh em. Em có thể thấy nguyên một dòng của cái bộ tàn. Tàn này là thả nguyên thủy thiên nhiên luôn nha anh em. Cái này là hồi hồi đó mình trồng đây là được bao nhiêu năm rồi hả cô Hai? 40 phải không? 40 năm hả con? Ừ, 40 năm rồi. Nó nằm ngay chính giữa sân mình luôn hả con? À, hồi đó nằm cô có cái chòi nhỏ xíu trong đây Mình đâu có di chuyển gì hả nè. cô? Không, không có di chuyển, hồi xưa giờ là nằm tại chỗ đó. Dạ. Đây, quay cho anh em một vòng anh nha. Đây là đúng 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 chất nguyên thủy luôn anh em. Không có sửa, không có gì chưa từng chỉnh sửa luôn. Mấy cái này mới đầu vô tưởng liễu mai không anh em. Nó rủ ra cái cành xuống sát đất luôn. Cái này chắc bông tết nở dữ lắm hả cô? Bông tết nở lắm, con thấy chỗ bông là con mê, bông rụng hết lên có lá. Dạ. Ở đây cả hai nó cũng dùng bông đó. Mà tại trường hợp cô biết giá là vậy đó. Dạ. Cây này thì một cốt quy lên nha anh em. Anh em có thể thấy quan sát phía trong thì một cốt quy lên, nó rơi khoảng tầm 2 mét đó nè, nó mới đâm ra thêm một nhánh nữa. Quay bốn phía cho anh em hết để anh em tham khảo chi tiết cái gốc này nha. Cây này đúng bản sắc là thiên nhiên luôn anh em. Hàng nguyên siêu nguyên kiện anh em ơi, nói chung còn nằm đất. Ở đây là chi tiết là địa chỉ mình đâu hả anh? Hòa Định Chợ Gạo Tiền Giang ha. Rồi quay một vòng cho anh em tham khảo toàn bộ cái gốc này nha. Bắt đầu mình vô mình tông mình quay cho anh em tham khảo chi tiết về cái khúc cạnh của nó. Cái cành nó xà cái đất dữ lắm con, tại con câu lên á, cần gió nó bươn không. Dạ. Giờ thả mấy kia là nó phủ nó xuống tàn của đất. Cây này tại mình không có con tàn, không có chỉnh sửa lại cái cây nó ra cái tàn lớn quá. Cái này mà mình chỉnh sửa là nhẹ thì cái tàn nó lên đều lắm. Phía trong này anh em quay cho anh em tham khảo nguyên cái cốt cành phía bên trong. Cây này thì mình nghĩ ở dưới còn sâu nữa nha anh em. Cái này tầm dưới khoảng còn vài tấc nữa không anh? Hơn 5 tấc nữa hả cô? Dạ. Thân thì anh em có thể thấy nó sắn nè. Một số điểm trên cái thân đó như nó đang giống như là bể sụ anh em. Con này anh em có sụ không thì mình tham khảo. Cốt cành thì khá là lớn nè. Anh em có thể thấy là rất là lớn. Mình có hai mấy 30. Thân thì nó có một số điểm nó lên bông nè. Cô chia sẻ cô là tết thì nó bông rất là nhiều. Đây quay cận cho anh em tham khảo chi tiết những cái điểm trên gốc này. Đang bể những cái điểm nách nha nè. Một số cành thì anh em có thể thấy là nó đang đóng vú bò. Thân thì nó lắc nó sắn lên đều hết trơn nha. Có những cái điểm thì anh em có thể thấy là nó đang phù ra nè. Lên trên cũng vậy nha. Gần có gốc đọt mà mình thấy ra những cái nhánh nhỏ nó cũng đang lên phù. U khá là nhiều. Vú bò thì mình thấy nó không có được đóng đều, nhưng mà có cành không nha anh em. Điểm thì nó lên chưa được gõ gạch cho mấy, mà nhìn vô mình có thể mình biết được. Đa số thì mình thấy những cái nụ á anh em. Nó đang búng ra từ cái thân của cái cây này. Lên cao lên nè. Cây này thì anh em nào mà mình thích á, mình có duyên mình sở hữu gốc này mình đem về mình con lại nguyên cái bộ tạng nè. Làm cho nó ra một cái phơm. Những cây ngoài nó đúng bản chất là một cái cây mà thiên nhiên luôn á nè. Quá đã. Rồi quay sơ cho anh em cốt cành phía bên đây nha anh em. Cây này thì nó mọc theo không phải theo hệ thống, không phải theo hệ thống mà cái gì cho nó đúng hết, mà nó mọc theo kiểu mà nguyên thủy đúng chất luôn. Những cái điểm này anh em thấy nó lên phù nha anh em. Dài lên trên. Cứ nó lên một cái đường giống như mà cái dẫn sóng này nè. Em thấy nó lên như cái dẫn sóng à. Đây à, từ dưới nó lên đây khoảng 2 mét thì nó ra hai nhánh như này nè. Đấy, những cái điểm vú bò lên khá lớn. Thân thì mớp hết trơn anh em. Mớp lên tới đọt luôn. Cái nguyên thủy. Cốt cành này lực ạ. À. Đây. Trời ơi, nắng quá.
Cây này thì mình nghĩ lặt lá chắc khoảng 5-3 người đem là chuyện bình thường nha. Nói chung thì cúc cành đây nó khá là lớn. Rồi, để anh vô anh đo chi tiết cho anh em để anh em tham khảo nha. Sát trong anh. Ừ. 62 anh em ơi. Rồi mình đo sát xuống đó gốc anh. Cây này thì anh nói dưới còn sâu khoảng nhiêu nữa anh? Khoảng 5 tấc, 5 tấc hơn anh. 60 anh em ơi. Cái cây này thì nói là ở dưới còn khoảng 5 tấc nữa nha anh em. Ngày xưa là nhà cũ nằm dưới hay sao cô? Ừ, nó sâu lắm con mới đắp một lớp đất lên nữa, cô làm sân nè. Dạ dạ. Nó ngập mênh mông trời đất luôn như một cái biển. Rồi anh đo thử mấy cốt cành bên đây khoảng nhiêu hả anh? 20. 20. Cốt cành là 20 nè. Thôi kênh đo thử cốt bự này coi khoảng nhiêu anh. Ba mươi. 30. Rồi. Cành tại nó khoảng 30 em. Từ 28 30. Rồi, mình đo thoát thân nó khoảng nhiêu anh? Từ dưới chân cành này anh đo sát xuống mặt đế anh. Bắt đầu từ cành cành trên cành anh đo sát xuống mặt đế khoảng nhiêu anh? Nhiêu anh? 54. 54. Rồi ok anh ơi. Nó còn sâu nữa nha anh em. Thì mình nghĩ theo cái cây mà nó nâng cây thế này thì ở dưới cái cũ nó nở nha anh em. Rồi mình ra quay một vòng nữa cho anh em tham khảo toàn bộ bộ tàng lần nữa nha, cái anh báo giá cho anh em luôn. Rồi quay sơ cho anh em lại toàn bộ cái bộ tàng thêm một lần nữa nha anh em. Đi một vòng nha. Đây. Cái này mặt bông hết sảy luôn rồi anh em. Đây mình thấy đa số anh em thấy là những cái nhánh nó ra nè anh em thấy nè, tất cả nhiều. Nhiều lắm nha anh em. Đây cũng vậy nè. Rất là nhiều nè. Rất là nhiều luôn. Cái này chắc chắn với anh em đều là Tết nó nở bông cực kỳ nhiều luôn nha. Giờ em thấy mình cũng biết rồi anh em. Rồi ra xa cho em thêm một lần nữa nha. Cô hai, cây này mình bán với anh em giá nhiêu cô hai? Cây này mình bán cho anh em với giá bao nhiêu cô hai? Tầm 350 cô mới bán con. 350 ha, 350 mới bán ha. Rồi á, lại mở cô giá 500 á. Dạ. 350 hoặc trên cô mới bán, còn dưới đâu cô không bán. Dạ. Tại vì có người trả rồi cô biết không? Dạ rồi. Không có ý định bán. Dạ. Trời ơi, con nhà tại không có dịp Tết con thấy bông nó mê, ai cũng mê cái bông bông của nó đó, bông nó ra từng chùm như là đẹp lắm. Dạ. Mà nó có đặc điểm cái là bông nó rụng hết lá nó mới mọc, chứ không phải như bông mai kia mà nó vừa mọc lá vừa có bông. Dạ. Nè mà bông không vàng một khúc sân luôn á, cô cũng tiếc lắm chứ chơi. Mà tụi nó nói thôi giờ nó ấy thì thôi bán không được giá là bán cho mẹ để chi. Dạ. À, nếu làm tiền chế thì nó bị cản nó ra không có được. Làm nhà ra hả cô? Ừ, làm tiền chế tại tạt quá con, mưa á.